Thưa quý vị, thưa các bạn, vùng đồng bằng sông Cửu Long gồm 13 thành phố, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của cả nước. Và đây cũng là vùng đất tiềm năng, trọng điểm về sản xuất xuất khẩu nông thủy sản của cả nước. Trong 4 tháng đầu năm 2016, xuất nhập khẩu nông thủy sản vùng đồng bằng sông Cửu Long đạt kim ngạch 6,84 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,9% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 12,9% trong tổng số kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Hiện nay, vùng đóng góp hơn 90% sản lượng gạo, 70% sản lượng trái cây, 60% sản lượng thủy sản xuất khẩu cả nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu thủy sản đứng thứ hai thế giới. Với cái đất nước mà 90 triệu dân như thế này, thì cái thị trường nội địa cũng phải nói hết sức là cần thiết. Chúng ta cũng phải quan tâm đến cái thị trường nội địa. Và nói chung và trong đó đặc biệt là thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, thì làm như thế nào đó để chúng ta có thể đưa được các sản phẩm của tỉnh vào cái thị trường phía Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng. Đó là một cái mong muốn của mình. Cái thứ hai là về hợp tác đầu tư, thì đây cũng là cơ hội để Đồng Tháp giới thiệu được những cái tiềm năng cơ hội đầu tư của tỉnh và giới thiệu được cái sự quan tâm của chính quyền đối với doanh nghiệp, đối với nhà đầu tư đến với tỉnh Đồng Tháp. Về lĩnh vực du lịch thì cũng trên qua cái hội nghị này cũng mong muốn rằng Hà Nội cũng sẽ, nghĩa là người dân Hà Nội nói riêng và phía Bắc nói chung cũng biết được các cái điểm du lịch của Đồng Tháp để đến tham quan du lịch trong thời gian tới. Thì trong năm 2016 này thì tỉnh Vĩnh Long tham gia rất là nhiều cuộc xúc tiến thương mại, mà các cuộc xúc tiến thương mại đó đều có doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước đi theo. Cơ quan quản lý nhà nước đi theo để hỗ trợ các doanh nghiệp, để làm kết nối các doanh nghiệp mà các nơi đến. Tôi nói thí dụ như tại cuộc xúc tiến thương mại ở đây là đối với thành phố Hà Nội đã tổ chức để mời gọi các cái đơn vị trung tâm xúc tiến thương mại và các doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long để kết nối với doanh nghiệp tại Hà Nội. Mà cái công tác này chúng tôi cũng đã tham gia rất là nhiều năm và năm nay chúng tôi tiếp tục tham gia. Là điển hình như chúng tôi cũng đã có tham gia một số sản phẩm trưng bày, thí dụ như các anh chị thấy đây, đó là những sản phẩm có thể là nói là đặc thù, là thế mạnh của Vĩnh Long để tham gia kết nối lần này. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết các địa phương vùng miền để tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Thời gian qua, Hà Nội đã tích cực chủ động hợp tác với các địa phương trên cả nước, trong đó hợp tác với đồng bằng sông Cửu Long có ý nghĩa quan trọng. Hai bên đã ký kết 6 biên bản ghi nhớ để tiêu thụ sản phẩm làng nghề của Hà Nội, đồng thời đẩy mạnh kết nối cung cầu, trao đổi hai chiều giữa Hà Nội và đồng bằng sông Cửu Long, đưa hàng hóa đồng bằng sông Cửu Long vào tiêu thụ tại thị trường Hà Nội. Cuộc xúc tiến như thế này, với một cái quy mô rộng lớn của các tỉnh, thành phố tham gia như thế này là rất tốt. Nhưng sau đó thì để cái cuộc xúc tiến nó có hiệu quả, đấy thì cái việc mà tổ chức kết nối cho các cái doanh nghiệp với nhau để mà tiêu thụ được cái sản phẩm trong các cái tỉnh, thành phố và trong các cái vùng miền với nhau, thì ngay tại cái hội nghị này thì Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cũng đã ngồi với tất cả các cái đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở Công Thương, các tỉnh, thành phố tham dự cái hội nghị này để mà bàn cái thực hiện cái chương trình liên kết vùng một cách cụ thể đến từng địa phương một, và xem là những cái địa phương nào thuận lợi, những địa phương nào khó khăn. Và sắp tới thì trong cái tháng 8 này thì thành phố Hà Nội sẽ vào kết nối với tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau. Những năm qua, Hà Nội đã có nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phối hợp với nhiều bộ ban ngành, doanh nghiệp tổ chức các hội chợ đặc sản vùng miền. Những hội chợ này cũng đã thu hút được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển thương mại du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Công Thương xác định công tác phát triển thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm nông thủy sản là lĩnh vực trọng tâm cần phải chú trọng để đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan để tiếp tục tháo gỡ các rào cản thương mại kỹ thuật, đa dạng hóa và phát triển thị trường xuất khẩu, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông thủy sản.